mối duyên tuổi sầu từ khi bước chân qua cầu. Đời người được bao lâu mấy ai thoát cơn bể dâu. Phận gái tuổi còn xuân mà ngày vui có bao nhiêu lần. Ngày nối dài đêm thâu phận em biết trôi về đâu. Ai buông đàn mấy câu xót xa tiếng cho tình ta. Phòng đơn chiếc lẻ loi, người thương đã đi xa rồi. Thao thức bao đêm dài, tâm tư này tỏ bài cùng Trinh Trinh, mở cửa cho anh đi. Hoàng tới gặp Thiên Trang hả? Em mới đi học chưa có về? Không, Hoàng không phải tới gặp Thiên Trang. Anh Khải, anh ở ngoài tiệm thuốc rồi. Má chồng của Trinh đi chợ, trong nhà không có ai hết á. Hoàng biết, Hoàng tới tìm Trinh Trinh mà. Trinh Trinh, mở cửa đi Trinh Trinh, Hoàng có chuyện muốn nói. Trinh Trinh nghĩ giữa Trinh Trinh và Hoài Ân bây giờ không có gì để nói nữa. Trinh Trinh đã có chồng rồi, không thể nào tiếp Hoài Ân được. Chỉ là mấy câu hỏi thăm thôi mà, không lẽ Trinh Trinh không mở cửa cho Hoài Ân vô nói chuyện được hay sao? Trời đơn gái chiếc, Trinh Trinh không muốn thiên hạ dị nghị. Với lại giữa Hoài Ân với Trinh Trinh bây giờ không có gì để nói hết. Trinh Trinh vô nhà làm việc tiếp đây. Trinh Trinh, nếu Trinh Trinh sợ dị nghị á thì Hoài Ân sẽ không vô nhà nữa. Mình đứng đây nói chuyện đi, chỉ vài câu thôi mà. Hoài Ân nói nhanh đi. Hôm qua Hoài Ân có đi gặp chị Tiết Ngân, và chị ấy đã kể hết cho Hoài Ân nghe rồi. Chị Tuyết Ngân đã nói cho Hoài Ân nghe chuyện gì? Tất cả, từ chuyện tai nạn ngoài ý muốn tới cái chuyện cuộc sống chồng hờ vợ tạm của Trinh Trinh và Thế Khải. Chị Ngân dám kể chuyện này cho Hoài Ân nghe sao? Thiệt là quá đáng mà. Chị Ngân không giữ lời hứa chút nào hết. Trinh Trinh đừng có vội trách chị Ngân. Chuyện chồng hờ vợ tạm của Trinh Trinh á, Hoài Ân đã biết từ lúc mà bắt gặp Thế Khải đi với Dạ Thảo rồi. Thiên Trang đã kể hết cho Hoài Ân nghe rồi Trinh Trinh. Tới đây nói những chuyện này, Hoài Ân muốn gì? Hoài Ân muốn giải thoát mọi người ra khỏi cái tình cảnh trái ngang này. Trinh Trinh đi theo Hoài Ân đi. Trinh Trinh nên ly dị Thế Khải đi Trinh Trinh. Hoài Ân, những lời như vậy mà Hoài Ân cũng nói được sao? Trinh không ngờ sau khi đi du học về Hoài Ân lại thay đổi nhiều như vậy. Trinh Trinh khoan giận Hoài Ân đã. Trinh Trinh hãy nghe Hoài Ân nói hết đi. Bình thường á, Thế Khải đã yêu Dạ Thảo đến mức dám thuê người làm đám cưới giả. Huống chi bây giờ hai người lại có con với nhau rồi. Trinh Trinh đâu không có là Dạ Thảo đâu. Chỉ bằng bây giờ á, Trinh Trinh hãy buông tay rồi giải thoát cho mọi người, mà cũng giải thoát cho chính mình nữa. Chuyện nhà của Trinh Trinh Hoài Ân không cần phải xen vào đâu. Nếu chỉ là chuyện nhà của Trinh Trinh á thì Hoài Ân đã không can thiệp rồi. Nhưng đây á cũng là chuyện của Hoài Ân. Chuyện của Hoài Ân? Trinh Trinh hãy làm vợ của Hoài Ân đi. Hoài Ân nói gì vậy? Trinh Trinh đã có chồng rồi, làm sao? Bởi vậy Hoài Ân mới kêu là Trinh Trinh hãy ly dị Thế Khải đi. Hoài Ân sẽ cưới Trinh Trinh. Hoài Ân sẽ không quan tâm tới chuyện mà Trinh Trinh còn hay không còn tiết hạnh nữa. Hoài Ân! Trinh Trinh à, Trinh Trinh đừng có giận. Tuy là Hoài Ân không trực tiếp, nhưng Hoài Ân cũng gián tiếp hại Trinh Trinh để Trinh đi đến cảnh khổ ngày hôm nay. Ngoài trách nhiệm ra thì Hoài Ân còn thật lòng yêu Trinh Trinh nữa mà.
Ân đừng có nói những lời trái tay, sai đạo đức như vậy. Những lời của Hoài Ân không trái tay. Trinh Trinh đâu có nghe đâu. Cũng không sai đạo đức gì hết Trinh Trinh à. Trinh Trinh à, hãy bằng lòng làm vợ của Hoài Ân đi. Cái gì mà trái tay sai đạo đức nghe nghiêm trọng quá vậy? Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi. Bình thường? Chứ không lẽ giữa hai người có chuyện bất bình thường sao? Dạ không có, xin anh đừng hiểu lầm. Hoài Ân tới tìm Thiên Trang, em ra mở cửa, vừa nói mấy câu là anh về tới đó. Tôi đâu có hỏi đâu. Sao trả lời nhiều quá vậy? Nhưng có điều, lần sau có nói chuyện, vô nhà ngồi ghế đàng hoàng, lấp ló trước cửa nhà như vậy, coi không hay chút nào đâu. Dạ em biết rồi. Biết rồi sao không mở cửa ra? Để tôi đứng ngoài này luôn à. Dạ anh vào nghỉ ngơi đi, em lấy khăn cho anh lau mặt. Dạ em hâm đồ ăn cho anh ăn. Không cần. Thế Khải thật không có chút tình cảm nào với Trinh Trinh. Không được, bằng mọi giá mình phải thuyết phục Trinh Trinh rời khỏi người đàn ông độc tài gia trưởng này càng sớm càng tốt. Dạ em mời anh uống nước. Để xuống đi. Nè, cô làm gì mà khấm na khấm đấm, sợ tôi như sợ cọp vậy hả? Ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện muốn bàn. Dạ em đứng nghe anh dạy được rồi. Tôi kêu cô ngồi thì cô ngồi đi, hay cãi quá vậy? Dạ. Ngồi đi. Dạ. Dạ em ngồi rồi. Anh có gì sai biểu à? Nè, lúc trước muốn che mắt má tôi và Thiên Trang, cho nên tôi với cô mới đóng giả vợ chồng, mới phải anh em thân mật trước mặt hai người. Dạ. Còn bây giờ mọi chuyện đổ bể hết rồi, má và Thiên Trang đã biết hết tất cả mọi chuyện của chúng ta, cho nên kể từ bây giờ không cần phải thân mật nữa. Nếu anh muốn như vậy em sẽ nghe lời. Đã không phải là vợ chồng thật thì không cần phải ngủ chung một phòng nữa. Cô nên dọn qua phòng khác đi. Dạ em sẽ làm theo ý anh. Chuyện tôi muốn nói chỉ có vậy thôi. Cô có thể đi được rồi. Đi. Dạ. Anh đã đem cọng rơm ra xa mộ lửa rồi. Dạ Thảo, em đã hết ghen chưa? Khó lên trời vậy. Tự nhiên sao bữa nay anh rảnh rỗi rủ em đi dạo vậy? Anh không rảnh rỗi, nhưng vì có chuyện quan trọng nên đến nhà em giúp đỡ. Em cũng không ngờ có lúc em cũng giúp được anh nữa hả? Chuyện của chị dâu em anh đã biết tất cả rồi. Biết tất cả là sao anh? Là biết hết.
Từ chuyện anh hai của em cưới Trinh Trinh vì bị ép duyên, tới chuyện hai người họ ngoài danh nghĩa là vợ chồng, bên trong không có gì hết. Thì anh đi với em, nhìn thấy hết mọi chuyện thì biết cũng là chuyện bình thường thôi. Hôm qua anh có tới gặp Trinh Trinh, nhưng mà chưa kịp nói gì hết đã bị anh của em về bắt gặp. Thiên Trang à, em có thể giúp anh gửi một bức thư cho Trinh Trinh không? Gửi thư cho chị Trinh hả? Ừ, đúng rồi. Nếu Trinh Trinh chịu ly dị Thế Khải, anh sẽ cưới Trinh Trinh. Anh muốn nói cho Trinh Trinh biết những lời hôm qua anh nói với cô ấy là thật lòng. Anh dám nói là cưới chị Trinh hả? Anh có bị điên không vậy? Chị Trinh là chị dâu của em hả? Trinh Trinh là vợ của Thế Khải, là chị dâu của em, anh biết. Nhưng quan hệ giữa hai người họ không hề có tình cảm, cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng mà tại sao anh lại nói điều này với em? Anh muốn ám chỉ điều gì? Anh không muốn ám chỉ điều gì hết. Anh chỉ muốn nói với em, vì anh biết em là một người có tính tình cởi mở, phóng khoáng, không bị trói buộc vào thành kiến như các cô gái ít học khác. Không phải em thường lên án thối gia trưởng, trọng nam khinh nữ với anh sao? Đúng, em đòi bình đẳng giới, em ghét đàn ông gia trưởng, em bài xích tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhưng mà không phải vì vậy mà em không tôn trọng gia phong lễ giáo, tam tòng tứ đức của người phụ nữ Việt em càng tôn trọng hơn. Cho nên em không thể nào mà giúp anh được làm cái chuyện mà bại hoại gia phong, phá nát luân thường đạo lý đó được. Cái gì mà bại hoại gia phong rồi phá nát luân thường đạo lý? Em dùng từ sai rồi đó. Em không sai. Một người con gái đã có chồng lại lén đi tư tình với người khác, cái đó không phải là bại hoại gia phong thì là cái gì nữa hả anh? Nhưng Trinh Trinh không có tư tình với anh. Vậy tại sao anh mới nói hôm qua anh đi gặp chị Trinh bàn chuyện, rồi chưa nói hết đã bị anh hai em bắt gặp? Đó không phải là lén lút hẹn hò ngoại tình thì còn gọi là gì chứ? Em không chấp nhận được đâu. Cho dù á anh có đi du học ở Âu, ở Mỹ hay gì đó, anh cũng phải giữ lấy lề lối đi. Em không ngờ anh lại đi quyến rũ vợ người khác, phá hoại gia ca người khác một cách trắng trợn như vậy. Tại sao anh nói cái gì em cũng giả dờ không hiểu hết vậy hả? Mà cố nguy danh những tội lỗi tài trời như vậy chứ? Thôi được rồi, nếu em không giúp anh thì thôi, anh sẽ tự mình giải thích cho Trinh hiểu mọi chuyện. Cảm ơn em. Chị Trinh, chị biết em thích anh Hoài Ân mà, tại sao chị lại quyến rũ anh ấy chứ? Lại còn nói dối em là không có gì. Thật uổng công em yêu thương binh vực chị lâu nay. Trời ơi, ngày nào em cũng giặt một đống đồ tổ bố vậy hả Trinh? Dạ không, thường ngày có Thiên Trang phụ em, chỉ tại hôm nay em mới đi học về trễ nên em mới giặt một mình thôi. Thôi thôi, chị làm gì vậy, chị ngồi chơi đi. Có mấy bộ à, em giặt chút xíu là xong ngay. Cả đống đồ như vậy á, mẹ em lại nói là có mấy bộ á hả? Không được, lần này về Cần Thơ chị phải nói hết cho dì Dượng nghe. Không thể để em đi lấy chồng mà chỉ đi đài như vậy được. Em phải nói với chị tới lần thứ mấy nữa chị mới hiểu em đây? Chuyện này là do em cam tâm tình nguyện, không có ai đài ải với em hết. Má chồng em đòi mướn người làm, tại em không chịu thôi. Tại sao em lại không chịu? Hồi ở nhà dì Dượng em có phải động tay động chân với cái gì đâu. Một bước đi là một bước có kẻ hầu người hạ. Đây, em xem đi, em xem hai bàn tay của em đi, nó chai cứng hết trơn rồi nè. Chị muốn bà má em buồn thì chị cứ về dưới mà nói đi, em không cản chị nữa đâu. Thôi thôi chị, em đừng có khóc nữa. Em không cho nói á thì chị sẽ không nói nữa. Nhưng mà cho chị hỏi nè, tại sao hôm trước em lại đuổi Hoài Ân vậy hả? Không cho cậu ấy kịp nói hết lời với em. Nói hết lời? Chị có biết là Hoài Ân nói gì với em không? Mà biểu là em nghe hết lời. Thì cậu ấy nói là biểu em bỏ Thế Khải rồi cậu ấy sẽ cưới em, có đúng không? Chị à, em xin chị, má chồng em đang ở trong nhà, những lời như vậy không thể tùy tiện nói ra đâu. Trời ơi, bà ấy ở trong phòng,
Không có nghe được đâu mẹ em lo. Cho dù không nghe được, em cũng không muốn nghe chị nhắc tới chuyện này. Nó trái với luân thường đạo lý lắm. Trời ơi, luân thường đạo lý gì chứ. Hồi em đi lấy chồng, má có dạy gái chính chuyên thì không được có ý nghĩ phản bội chồng. Trời ơi, nhưng cái này đâu phải gọi là phản bội. Thì thấy không hợp nhau thì bỏ nhau thôi. Vợ chồng là do duyên nợ, phải ăn đời ở kiếp với nhau. Không thể nói bỏ là bỏ đâu chị ạ. Em đừng có quá cố chấp vào cái mớ lý thuyết về luân thường đạo lý đó. Cái gì mà chồng chúa vợ tôi, cái gì mà xuất giá tòng phu. Sống trên đời phải biết nghĩ tới bản thân mình em à. Em biết chị thương em, nhưng em không thể làm khác được. Chị ở nước ngoài nên không biết. Chứ hồi chị ly dị với anh Thành, bà ngoại khóc dữ lắm. Bà nói em, khi con đã lấy chồng, dù có bị chồng đối xử như thế nào cũng không được sinh tâm phản bội. Thật sự là chị không cãi lại em rồi. Nhưng mà chị cho em biết một điều này, Hoài Ân rất thật dạ thương em. Cậu ấy không cố chấp, cũng không quan tâm chuyện em còn hay thất tiết. Nếu như em chịu bỏ Thế Khải thì Hoài Ân sẽ đem lễ vật rình rang tới cưới em. So với một Thế Khải lạnh lùng không quen biết, thì một Hoài Ân thân thiết với em từ tấm bé tốt hơn nhiều em à. Em phiền chị nói lại với Hoài Ân, nói lại với anh ấy, em chỉ có tình bạn, em không bao giờ bỏ chồng để nhận lời cầu hôn của ảnh đâu chị à. Nói anh ấy là được tốn công vô ích. Em đúng là cứng đầu quá đó. Trinh à, giặt có mấy bộ đồ thôi mà lâu quá vậy? Dạ chào dì, con cũng sắp xong rồi má. Xong rồi thì kiếm việc khác để mà làm, nhà này nhiều việc để làm lắm. Con dâu nhà này không có tính ngồi lê đôi mắt, nhất là nói xấu gia đình chồng sau lưng như vậy đâu. Nè, dừng tay đó đi con, vô trong coi pha ấm nước cho má pha trà. Dạ, con vô liền. Chị đi về đi, em còn nhiều việc phải làm lắm. Thưa dì, con về. Nè con à, mai mốt có chuyện thì hãy tới, còn không thì thôi. Nhà này gia phong lễ giáo lắm, không quen tiếp những người không tròn phu đạo đâu. Chuyện của nhà mình không yên, tính tới xúi người khác làm chuyện mất nết như mình hay sao? Bà đừng có khiêu khích tôi. Con nhỏ Tuyết Ngân này nói được là làm được. Tôi nhất định không để cho bà với Thế Khải hành hạ làm khổ Trinh Trinh đâu. Nè, em thấy chỗ đó bán đồ ăn ngon không? Dạ ngon lắm. Nếu em thích thì mỗi ngày anh sẽ chở em tới đó ăn. Em thích chứ, nhưng mà thôi. Thích thì cứ việc ăn chứ có gì đâu phải thôi. Anh biết sao không? Tại vì chỗ đó bán mắc lắm, mình ngày nào cũng tới ăn thì tiền đâu chịu nổi. Em đừng có lo, chồng của em bây giờ đã khác xưa rồi, không sợ hết tiền. Ôi, anh nói vậy tức có nghĩa là tiệm thuốc làm ăn được lắm hả anh? Chứ sao, nhờ tiếng tăm của thầy Tư Giao cộng thêm cuốn sách bí truyền của Hoa Hưng Đường, anh bây giờ trị bệnh mát tài lắm, không thua gì thầy Tư đâu. Ngày nào cũng đông khách tới khám hết. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà em nói nè, cho dù anh làm ăn có tiền đi chăng nữa thì mình vẫn phải tiết kiệm. Tại vì tiết kiệm là cho con. Anh thấy á hả, em nói thiệt, mấy bữa em đi ngang chỗ kia thấy bán cái vòng đẹp lắm, nhưng mà em tiết kiệm, em không có dám mua. Thích lắm, chỉ dám đứng nhìn thôi à. Nè, em thích cái vòng đó lắm phải không? Thích chú. Nè, vậy ngày mai em đi mua đi, anh cho tiền nữa. Ôi, anh cho em tiền mua cái vòng đó luôn hả? Thiệt mà, từ bây giờ em không cần phải hà tiện nữa.
thích ăn gì cứ ăn, thích mua gì cứ mua. Anh cho phép em được tự do xài tiền, giống như là chị Thúy vợ của ông chủ trại cưa kế bên nhà mình á hả? Đương nhiên rồi. Như vậy là em sướng quá rồi. Từ nay em sẽ không sợ bị người ta nói xấu sau lưng em nữa rồi. Ủa, mấy người đó nói xấu em cái gì? Nói xấu em đủ điều đó. Người ta nói em không có giống như chị. Chỉ được chồng thương, chồng tin, chồng cho tiền. Muốn xài cái gì thì xài, xài thoải mái luôn. Chị còn nói em là vợ nhỏ cho nên không có được anh tin tưởng. Tiền đông gạo phát. Đó, tuy là chị nói đúng thiệt, nhưng mà em nghe em cũng khó chịu lắm á. Ôi, ngày mai ha, em lấy tiền em đi mua chiếc vòng cho chị biết mặt luôn. Thích quá. Em cầm hết luôn đi. Ôi, tiền này tiền của anh. Không có nói nhiều nữa. Tiền của anh, bây giờ là tiền của em. Anh sao vậy? Tiền của anh là tiền của anh, làm sao mà là tiền của em được? Anh nói được, vì anh là chồng của em. Bắt đầu từ ngày mai, đi làm về, anh sẽ đưa tiền em giữ hết, được chưa? Đưa cho em giữ hết, vậy em có được xài không? Đương nhiên rồi, chắc chắn em sẽ được xài. Với lại từ ngày mai, em cứ tự tin nói với bạn của em, chồng của em rất tin tưởng em, chứ không phải là người tiền đông gạo phát. Vậy hả? Em cảm ơn anh. Sao giờ này má chưa ngủ? Má chờ con về để má nói chuyện đó. Chờ con về để nói chuyện gì? Má có chuyện gì gấp hả má? Ừ, con ngồi xuống đây. Có chuyện gì không má? Ừ, má muốn hỏi chuyện của con với Trinh Trinh, con tính sao rồi? Lại là chuyện này. Không phải hôm trước má đã chịu nghe lời con, đã đồng ý cho Trinh Trinh sống cảnh vợ chồng hờ im chuyện rồi sao? Hôm trước nghe con nói, trong nhất thời giận quá, má cũng ừ đại. Nhưng giờ nghĩ lại, má thấy cách này không ổn chút nào con à. Trinh Trinh giàu sao cũng là con gái, không lẽ con bắt người ta phải sống cảnh cô lẽ như vậy suốt đời hay sao? Con đừng quên, Trinh Trinh giàu sao cũng còn cha mẹ. Chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra ngoài, rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Dẫu sao cha của con cũng là bạn thân của cha mẹ Trinh Trinh ở dưới. Ma, chuyện này là do cô ấy chuốc lấy thôi. Con đã đồng ý trả tự do cho cô ấy, nhưng mà cô ấy lại không chịu, làm sao trách con được? Má thì nghĩ khác. Nói gì thì nói, Trinh Trinh nó cũng là con nhà danh giá. Con không thấy bà mẹ Trinh Trinh giúp đỡ con biết bao nhiêu sao? Con cứ nghĩ mà coi, từ bỏ Trinh Trinh con sẽ mất tất cả, rồi phải trắng tay làm lại từ đầu hả con? Ma, con đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần rồi. Con nói thiệt với má, có sự nghiệp nhà vợ con chẳng vinh dự gì cả. Nghe bạn bè xì xầm, con là một con chuột xa hũ nếp, con cảm thấy nhục nhã vô cùng. Con không phủ nhận con có được thành quả như ngày hôm nay, đó là nhờ công sức của ba má Trinh Trinh. Nhưng nếu không có họ, với thực lực của con, rồi cũng có ngày con cũng tạo dựng được sự nghiệp của con thôi. Con nói cũng phải. Ma, và Thảo cũng đã sắp tới ngày sinh nở. Con đang lo lắng chuyện khai sinh. Nếu không có hôn thú thì con của con vô tình sẽ là một đứa. Vậy giờ con muốn sao? Con chỉ muốn tự lực cánh sinh, cưới vợ sinh con như bao nhiêu gia đình khác thôi. Nhặt nổi một chuyện, Trinh Trinh nó không chịu ly dị thì sao? À, ma,
Hay là mình tìm cách ép cô ta ly dị? Ép? Bằng cách nào? Ma, chỉ còn có một cách này thôi. Ba nghe con nói nè. Dạ, bác ba. Chuyện gì đó bay? Dạ, con Năm, má con Thảo nè bác. Chàng ơi, ngồi đi con. Dạ. Ngồi đi. Dữ ác không? Từ bữa đãi cơm canh tới giờ á, tới nay mới chịu lên thăm bà già này đó. Dạ. Nè, để bác kêu thằng Tiễn lấy bánh, rồi bác đãi con uống trà với bánh nha. Dạ thôi thôi khỏi. Tiễn ơi à. Tiễn. Dạ thưa bác, mẹ con cũng mạnh hết. Nhưng mà thôi bác đừng có kêu thằng Tiễn. Tại vì chuyện này con cũng chỉ muốn nói riêng với bác. Ủa, có chuyện gì mà sao con lại không cho thằng Tiễn nó hay vậy? Dạ hôm nay con qua đây là con muốn thưa với bác về chuyện của con Thảo. Bây sao dài dòng quá lại văn tự nữa. Có chuyện gì? Có phải là cái con Thảo nó suy nghĩ lại rồi nó đánh dây thép kêu con qua nhắn với thằng Tiễn, có đúng không? Dạ không phải, không phải đâu à. Nhưng mà con nói cũng đại khái như vậy. Nhưng mà bay cứ nói quịch tẹt ra đi, bác mới để bụng gì đâu. Dạ số là con muốn nói với bác, bác mau đi. Bay, bay kêu tao đi. Đi đâu? Dạ bác đi hỏi cứ Út Loan cho thằng Tiễn đó bác. Trời đất, bay nói vậy là ý gì? Ý là xúi tao đi cưới Út Loan cho thằng Tiễn. Cái gì mà kỳ cục vậy? Dạ tuy không nói ra, nhưng từ trước tới giờ con luôn coi thằng Tiễn như là con của con. Con muốn đem những điều tốt đẹp đến cho thằng Tiễn thôi bác à. Chuyện đó thì tao biết rồi. Nhưng mà chuyện này con cũng đắn đo lắm. Hôm nay con mới dám thổ lộ với bác. Con muốn bác mau cứ Út Loan cho thằng Tiễn đi. Bây cứ tưởng là bác không nôn có cháu dâu sao? Nhưng mà cũng mấy mươi năm tuổi đầu rồi. Chuyện tình cảm chứ có phải đứt tay đứt chân gì đâu mà mau lành. Dù gì thì hai đứa nó cùng lớn lên, rồi cùng học trường làng, rồi cũng cùng đi lên Sài Gòn mần mướn nữa. Nói gì thì nói, chuyện tình cảm trai gái nào đã chẳng có lúc hiểu lầm, giận hờn nhau đâu con. Dạ bác nghĩ biết đâu nay mai con Thảo nó nghĩ lại. Giờ bác mà bước qua cưới Út Loan cho thằng Tiễn thì chắc chắn là người ta chịu rồi đó con. Nhưng bác biết thằng Tiễn nó còn thương con Thảo nhiều lắm, nên nó cứ chần chờ hoài. Con cũng biết vậy. Nhưng mà bây biết vậy thì đừng có làm khổ thằng Tiễn nữa. Nếu thương nó thì bây về khuyên con Thảo một tiếng đi. Dạ con biết kiếp này có soi đèn, con cũng không tìm đâu ra được một thằng rể hiền hậu lo mận ăn như thằng Tiễn. Nhưng trời không chiều lòng người bác à. Sao mấy bữa nay bây nói gì mà tao không hiểu gì hết vậy? Bác đã nói là bác không có chấp nhất chuyện gì, không có lỗi phải gì con với con Thảo hết. Dạ chính vì vậy cho nên con càng ái nái hơn. Con muốn thà một lần đau rồi dứt hẳn. Thằng Tiễn nó đau, con cũng đau mà bác. Thôi được rồi, tại sao con muốn cưới con Út Loan cho thằng Tiễn? Sao con kêu cưới con người ta mà con đau lòng? Con cắt đĩa đi là sao? Con Thảo với thằng Tiễn
đã hết duyên thiệt rồi bác ơi. Sao? Dạ. Con Thảo nó đã đi lấy chồng. Hả? Dạ sao có con rồi đó bác. Bày nói cái gì? Con Thảo nó có chồng rồi sao? Ai, ai cưới nó? Cưới hồi nào? Rồi, rồi có con nữa. Thầy cưới thầy Khải và để con cho thầy Khải, vậy mà nói còn hối nữa. Tiến, Tiến, Tiến ơi, có chuyện gì từ từ nói với con. Tiến ơi. Con. Đẹp quá trời luôn. Dạ Thảo. Ủa chị. Trời, em đi đâu vậy? Làm chị chờ ở đây từ nãy giờ vậy? Trời ơi, em đi chợ nấu cơm. Em ở nhà có một mình à, ăn bao nhiêu mà đi chợ cho nó cực vậy? Sao không đi ra ăn hàng quán cho nó khỏe? Mấy bữa trước em toàn ăn hàng ăn quán không chứ. Mà nếu em ăn một mình á, em cũng ăn đơn giản lắm. Tại vì chị biết sao không, mấy bữa nay anh Khải hay về nhà ăn cơm, bởi vậy em phải đi chợ nấu cơm cho đàng hoàng. Thế Khải hay ăn ở đây với em lắm sao? Dạ. Chị đẹp không? À, em mới mua đó. Đẹp quá. À, chiếc vòng này á là chiếc vòng mà chị với em thấy trong tiệm phải không? Ừ. Trời ơi, vậy mà bây giờ đã mua rồi, em nhanh thiệt á. Anh Khải cho tiền kêu em đi mua đó. Chỉ mới hơn nửa năm mà Dạ Thảo thay đổi nhiều quá. Không còn là cô gái quê chân chất thật thà, đáng thương, bị thua thiệt trong tình cảm nữa. Cô ta đã bị lòng tham làm thay đổi mất rồi. Chị có nghe em nói gì không vậy? À, chị có nghe chứ. Tiếc là em đang mang thai. Chứ không hả, chị sẽ đưa em tới những khu vui chơi, tới vũ trường để học nhảy đầm nè, để trở thành một quý cô thật sự trong giới thượng lưu. Em á, cũng phải ngồi sòng, đánh bài, biết uống rượu, biết nhảy đầm để giao tiếp với người ta nữa chứ. Ôi, nghe chị nói mà em nôn quá à. Biết vậy em khoan có bầu là được rồi. Có bầu á thì không thể nhảy đầm, nhưng mà em có thể theo chị học đánh bài mà. Vậy hả? Ừ, sẵn hôm nay á chị có hẹn với mấy bà, em có hứng thú không? Đi với chị. Có hứng lắm chị. Chừng nào đi chị? Đi ngay bây giờ. Em có đi được không? Bây giờ hả? Vậy thì bây giờ á, đi cất cái giỏ sách rau này, rồi đi theo chị học làm quý bà. Đàn ông họ rất sĩ diện lắm, họ thích vợ mình á phải xinh đẹp và sang trọng. Em bây giờ đã là bà chủ của tiệm thuốc rồi, phải biết giao tiếp với biết bao nhiêu con người sang trọng chứ. Chứ không thể để mình ở nhà quê mùa cù lần giống như vậy được. Em biết rồi, chị đợi em chút nha. Em vô em cất đồ, em thay đồ, đi với chị liền. Đợi em nha. Ừ. Dạ thuốc của anh. À, bao nhiêu tiền? Dạ 60 đồng. 60 đồng? Sao mà mắc quá vậy? Mấy hôm trước cũng chỉ có bấy nhiêu thang thôi mà chỉ có 30 đồng, sao hôm nay lại mắc vậy? Dạ tại giật giá leo thang, cái gì cũng lên hết á, dược liệu cũng lên nên nhà thuốc cũng phải lên giá. Không phải là tôi tự ý bắn mắt cho anh đâu. Nhưng mà tôi tưởng giống lần trước nên tôi đem theo chỉ có 30 đồng thôi. 30 đồng á, chỉ đủ hốt cho 1,5 thang thôi. Hay anh đưa tôi 40 đồng, tôi hút 2 thang cho. Thầy Khải nói bệnh tôi chưa bớt nên phải uống thêm 3 thang nữa mới hết. Nhà tôi lại ở xa anh ạ. À,
Hay là anh cho tôi lấy thuốc đủ, cho tôi thiếu lại 30 đồng, tôi hút thuốc lần sau tôi sẽ trả. Anh giúp cho tôi đi. Không được đâu. Lỡ như anh không lên thì tôi biết anh ở đâu mà đòi. Thôi, anh lấy đỡ mấy gói này đi, đúng tiền đúng giá rồi, mai mốt có tiền rồi lên hút tiếp. Anh thông cảm cho tôi đi, giúp cho tôi đi. Nè, có cái chuyện gì mà kỳ kẹo lâu quá vậy? Dạ. Thưa thầy, anh này hút thuốc nhưng mà không có đủ tiền. Anh muốn hút thuốc thiếu nhưng mà em nói là không có được. Bị gì không có biết là nhà anh ấy ở đâu. Dạ thầy ơi, nhà của tôi xa lắm, giờ uống không đủ liều, không hết bệnh, cho nên tôi mới năn nỉ anh này bán thiếu. Nếu tiệm thuốc không bán thì thôi, cứ cho tôi hút 2 tháng trước, vậy hôm nữa vợ tôi đem tiền lên tôi hút tiếp. Phải hồi nãy anh nghe lời tôi thì đâu có dây dưa mất thời gian. Mà nè, anh còn thiếu bao nhiêu? Dạ, tôi còn thiếu 30 đồng. Quang à. Dạ. Cứ hút đủ số thuốc cho anh ấy đi. Dạ. Dạ thầy, cho tôi thiếu sao? Tôi đội ơn thầy, ít hôm tôi nhất định sẽ kêu vợ tôi đem tiền lên trả. Mà nè, bệnh của anh còn nặng lắm, uống xong 3 thằng này cũng chưa chắc hết đâu. Anh cần phải tới đây thường xuyên cho tôi khám lại, gia giảm thêm thuốc thì mới có hy vọng khỏi được. Dạ tôi biết, bệnh tôi lâu năm đã nhập vào máu huyết, không thể chữa hết ngày 1 ngày 2 được, nên tôi sẽ lên để cho thầy khám lại. Anh đừng có chủ quan, nhớ tới khám đúng ngày hẹn đó. Dạ cảm ơn thầy. Dạ thầy. Nè, đây là thuốc dạ. Quan. Dạ cảm ơn thầy, cho tôi gửi. Dạ. Nhớ 3 chén sẽ còn 8 phân. Dạ. Uống nóng mới có công hiệu, nghe chưa? Dạ tôi cảm ơn thầy. Cái anh này bệnh lao lâu năm rồi, lục phủ ngũ tạng đều hư hết, ảnh điều trị nhiều nơi không hết mới tìm tới mình. Thần thái ổng em nhắm không kéo dài được bao lâu đâu. Em thấy thầy đừng có điều trị cho ông ta nữa, kẻo mai mốt bệnh không lành, người không hiểu lại nói tiệm thuốc của mình là yếu tay nghề đó thầy. Làm nghề thuốc, tại sao em lại có cái ý nghĩ như vậy? Như vậy thì còn gì ý nghĩa của cái câu lương y như từ mẫu. Quang à, để anh nhắc cho em nhớ, xưa nay trong đạo làm thầy thuốc cứu người, còn nước là còn tát. Dù biết dầu cạn đèn sắp tắt, sống ngày 1 ngày 2 cũng phải cứu, biết chưa? Dạ em biết rồi. Dù em làm ở vị trí bốc thuốc, nhưng cũng nên mở lòng ra một chút. Gặp cái nào nghèo khổ, khó khăn quá mà tiền thuốc không đủ thì cứ tự ý bớt cho người ta, không cần phải chờ ý kiến của tôi đâu. Dạ em sẽ ghi nhớ. À mà nè, bữa nay tôi có việc phải về sớm, anh cứ coi sắp xếp thuốc cho người ta xong rồi đóng cửa nghỉ đi. Dạ. Nhanh tay lên đây. Rồi. Coi bộ năm nay lúa trúng quá không bà chủ? Năm nay mưa thuận gió hòa nên lúa ai cũng trúng mùa hết, nhìn mắt mê à. Con mình năm nay chắc ăn tết lớn rồi. Nguyên à, con coi sáng giờ thu được bao nhiêu rồi con? Dạ gần 400 dạ ông bà chủ. À mình à, nước sắp ròng rồi đó, liệu chừng ghe chở lúa về có kịp không ông? Không kịp thì ngày mai mình về chở tiếp, làm gì mà lo dữ vậy? Bộ đây là lần đầu tiên bà đi coi lúa với tôi sao mà bà hỏi câu kỳ cục vậy? Mà cái ông này, tôi hỏi vậy thôi chứ có gì đâu, tự nhiên bực mình với người ta. Thu lúa xong rồi á, tôi với bà lên thăm con Trinh là được rồi. Mình đi thăm con ông ha. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô cứ ở yên trong căn phòng này. Không chỉ có chuyện ngủ trong căn phòng này, mà từ bữa nay trở đi, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong căn nhà này cô phải làm hết. Bởi vì má tôi đã già rồi, không phụ cô như lúc trước được. Dạ em biết. Nếu như cô lơ là, không làm việc nhà thì đừng trách tôi nha. Tôi sẽ không vì ân nghĩa mà nhân nhượng như lúc trước đâu. Dạ em biết. Dạ em biết. Dạ em biết. Lúc nào cũng 3 chữ dạ em biết. Cô không còn từ đầu khác sao?
Em không biết nói gì trong hoàn cảnh này. Nếu như cô chịu không đổi, cô có thể đi vậy. Tôi sẵn sàng trả tiền cho cô bất cứ giây phút nào, cô biết chưa? Dạ em biết. Lại là dạ em biết nữa. Hiểu rồi thì biến khỏi mắt tôi đi. Tôi còn muốn nhìn thấy cô nữa. Mỗi lần thấy cô tôi rất bực. Chị sẽ đồng ý lời đề nghị của anh Khải. Chấp nhận lời ly dị của anh. Tự chuyện gì chứ, chuyện này tôi biết lâu rồi. Trước sau gì chị cũng bỏ anh hai tôi đi theo người tình trong vòng của chị thôi. Anh Ân đã nói với tôi hết rồi, thì không cần phải nhắc lại đâu. Em có ai nào? Em nói là ngoài ông nói cho em nghe sao? Mọi người ơi, anh hai bắt không tôi đây. Khải ơi, chuyện gì vậy con? Mấy người thả anh ra đi, anh tôi có tội gì? Đời người được mà về em cứ yên tâm đi. Mấy ai thoát cơn bệ. Cái anh này á là ở đợi nhà tôi. Nhưng mà mày đặt thầm gương trộm nhớ tôi. Tôi đâu có chịu, nghĩ sao mà tôi chịu? Bởi vậy tôi đã nói thẳng rồi. Nhưng mà vẫn đeo bám như đĩa đói vậy đó. Anh có nhận mình sai lầm, đập đúng đó như vậy mình nhận không? Ai buông đàn mấy câu xót xa tiếc cho tình ta. Bệnh nhân mang hai chiếc bình cùng một lúc, nên tôi đã điều trị sai, khiến cho bệnh nhân tử vong. Đơn chiếc lẻ loi, mà người thương má đã đi xa mà má rồi. Cô đúng là con dâu, thao thức bao không biết diễn dọn với phụ đạo mà. Tâm tư này tỏ bài cũng mà còn dám mở miệng ra bên chuyện nhân tình. Đèn leo lắc ngoài sông, từng cơn gió mưa trong lòng. Đêm gối chân một mình, người người ơi nỡ sao vô Top 6 solo cùng Bolero đã xuất sắc vượt qua vòng đấu loại trực tiếp cực kỳ căng thẳng để bước đến cơ hội cuối cùng thể hiện những bài hát đã gắn liền với thần tượng của mình và giành tấm vé mà hơn 20.000 thí sinh trên khắp cả nước ao ước. Đó là cơ hội được đặt chân lên sân khấu của đêm chung kết xếp hạng solo cùng Bolero 2015. Thần tượng của tôi ở dòng nhạc Bolero là những ca sĩ mà tôi hâm mộ từ nhỏ, là những nhạc sĩ, những bậc thầy của dòng nhạc Bolero. Sự thành công phụ thuộc vào bản thân, sự cố gắng để được sướng tên trong đêm chung kết xếp hạng, đêm đăng quang. Thần tượng của mỗi thí sinh là ai? Bài hát nào sẽ được các thí sinh lựa chọn? Ai sẽ dừng lại và ai sẽ là người giành được tấm vé để trở thành top 3 chung cuộc trong hành trình giành lấy ngôi vị quán quân solo cùng Bolero 2015? Đón xem đêm chung kết chính, đêm thần tượng được phát sóng lúc 21 giờ thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 23 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.